Bến Tre là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là 2.360 km2, dân số khoảng 1,3 triệu người, gồm 8 huyện thị và một thành phố, được hình thành bởi Cù Lao An Hóa, Cù Lao Bảo và Cù Lao Minh. Nơi đây được bồi đắp phù sa từ 4 nhánh sông Cửu Long là sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên, nên đất đai rất phì nhiêu, màu mỡ, thích hợp trồng nhiều loại trái cây. Có thể nói Bến Tre là quê hương xứ dừa với khoảng 73.000 hecta, sản lượng năm 2020 ước đạt 630 triệu trái. Không chỉ là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến, dừa còn là nguồn thực phẩm, dược liệu phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp như sữa dừa, mặt nạ dừa, son dưỡng môi. Đến nay, Bến Tre đã có 150 mặt hàng chế biến từ dừa và xuất đi nhiều nước như châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đạt 300 triệu đô la Mỹ một năm, phấn đấu hướng đến 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển Bến Tre về hướng đông, tạo đột phá gắn với chiến lược phát triển quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với 65 km đường bờ biển là điều kiện thuận lợi để nơi đây phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, bao gồm nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, hậu cần nghề cá, dịch vụ vận tải biển, du lịch biển. Với diện tích nuôi tôm biển khoảng 35.000 hecta cho sản lượng hơn 50.000 tấn một năm, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Bến Tre cũng đang khuyến khích đầu tư phát triển chuỗi giá trị con tôm, nhất là các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, đặt mục tiêu phát triển 4.000 hecta tại các vùng sản xuất trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào năm 2025. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ và khuyến khích các hộ dân phát triển ít nhất 500 hecta tôm biển công nghệ cao trong năm 2021. Đây là tiền đề để Bến Tre trở thành thị trường tốt và cạnh tranh cho các nhà máy sản xuất thức ăn tôm cá. So với các tỉnh trong vùng, có lẽ Bến Tre được thiên nhiên khá ưu đãi với nhiều kênh rạch, cù lao, cây trái xum xuê, môi trường sinh thái trong lành để có thể phát triển mạnh du lịch sinh thái. Không những thế, với đường bờ biển dài, ba huyện ven biển, Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại đang được tập trung đầu tư hạ tầng phát triển du lịch, có chính sách thu hút đầu tư, cải tạo, phát triển không gian biển gắn với hình thành các khu đô thị thương mại du lịch biển, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch ven biển gắn với khai thác, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh. Đồng thời, liên kết hình thành các tuyến du lịch giữa Bến Tre với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Từ tiềm năng đó, xứ dừa đặt mục tiêu tăng bình quân trên 25% một năm tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn ba huyện biển. Bến Tre hiện có 7 điểm du lịch nông thôn và hơn 40 homestay tập trung ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Dùng Trơm và thành phố Bến Tre với sức chứa hơn 1.000 khách. Mô hình homestay đã góp phần thu hút ngày càng đông lượng khách du lịch đến trải nghiệm các sinh hoạt ngày thường của người dân, khám phá cuộc sống làng quê sông nước, trải nghiệm văn hóa bản địa. Quê hương Đồng Khởi được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn liền tên tuổi của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Định, cùng với phong trào Đồng Khởi đã đi vào huyền thoại. Nơi đây cũng diễn ra các lễ hội dân gian mang nhiều sắc thái văn hóa đặc trưng riêng gắn với đất và người Bến Tre như lễ hội Đồng Khởi, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Dừa. Tới Bến Tre, du khách gần xa cũng bị hút hồn bởi những làn điệu dân ca mang đậm sắc thái vùng sông nước miền Tây với đủ các điệu hát ru, hò, vè, lý, hát sắc bùa, cải lương, hát bộ. Đặc biệt nơi đây vẫn bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Có thể nói tiềm năng và lợi thế từ chế biến ngành dừa, thủy sản, cây ăn trái và du lịch ở Bến Tre còn rất lớn. Cùng với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư khá hoàn chỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI luôn nằm ở nhóm điều hành tốt. Bến Tre hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến với Bến Tre là đến với sự hùng hậu, tươi vui, căng tràn sức sống của một đô thị trẻ đầy năng động, sáng tạo để hội nhập và phát triển cùng thế giới, tạo nên hình ảnh của xứ dừa hôm nay,
năng động, tự tin để hội nhập